Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xoay Đạp. Và hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe mang từ thương hiệu Mỹ rất là nổi tiếng, thương hiệu Calandell Quick. Thương hiệu Calandell này thì rất nhiều các bác đã từng biết đến rồi, rất là nổi tiếng về dòng touring xe đạp bên thị trường Mỹ, nhưng lại sử dụng qua thị trường Nhật Bản. Đây là xe mã Nhật Calandell, xe có tông màu đỏ, đỏ to. Đây, các nhìn trên khung đường xe, xe vẫn còn giữ nguyên nước sơn màu đỏ được nhấn màu trắng rất là nổi bật, hiệu Calandell Mỹ, nhưng được sử dụng tại trường Nhật Bản. Như điểm nhấn màu đen và trắng này là rất là khỏe xe các bác nhé. Thương hiệu Calandell các bác phải lên Google để tham khảo thêm. Cổ phốt và ghi lông xe vẫn là nguyên bản cho xe. Đây, của chính hãng Calandell luôn. Tay đóng cao su vẫn là tay lắm của dòng Nhật bãi. Phanh phanh V sử dụng Shimano 8 tầng líp, 3 đĩa Shimano. Ghi đông và cốp đô yên vẫn là của chính hãng theo xe dòng Calandell. Đây, phanh V cũng là của Calandell các bác ấy. Đây, xe này là cũng nguyên bản zin 100% theo xe luôn. Cọc vành của Calandell, vành cọc chính hãng của Calandell. Đây các bác phải nhớ rõ đây em. Đây, vành cọc Calandell, đùi đĩa Shimano, của Shimano Antut 8 tầng lip và 3 đĩa cho một thuyền độc của xe là 20 tốc độ. Đây, xe bên thương hiệu Mỹ, xe được hợp kim aluminum aluminic, hợp kim nhôm siêu nhẹ. Còn tem đằng sau là tem sử dụng bên thị trường Nhật Bản, đấy các bác nhìn rõ đấy. Đây, đã từng sử dụng thị trường Nhật Bản. Tổng thể xe em tính khoảng tầm trên 85%. Đây là máy của Calandell đây, bác nhìn rõ đấy, chính hãng nguyên bản theo xe luôn. Ghi đông cổ phốt cũng của chính hãng Calandell. Yên xe yên đỏ đấy, bác nhìn rõ này, rất là nổi bật. Ở giữa có một cái lỗ thoáng khí cho bác ngồi nhé, rất là êm. Tạo điểm nhấn cho xe là cũng đừng chỉ màu trắng. Thương hiệu Mỹ Calandell, sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Vâng, cái hãng này rất là tên tuổi rồi, các bác phải thêm lên trên Google tham khảo thêm về cái hãng xe Quick Calandell tại thị trường Nhật Bản. Xe hầu như còn nguyên bản tất cả những từ chi tiết nhỏ nhất theo xe luôn các bác nhé. Xe còn rất là đẹp đấy, các bác nhìn rõ đấy, xe Nhật bãi mang thương hiệu Mỹ Calandell. Chúng ơi, xe Calandell bao tiền chúng? Ở chúng ơi, Calandell Quick bằng chiếc xe Calandell mang thương hiệu Mỹ tại thị trường Nhật Bản, Nhật bãi, có giá bên em là 6 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Xe còn rất là đẹp các bác nhé. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc là lên YouTube tìm Kia Xoay Đạp, nhấn đăng ký vào cho cái kênh. Thì nghe các bác vào chơi ngày mai.